Thưa quý vị, theo thông tin từ nhiều hộ chăn nuôi, giá heo hơi bình quân trên cả nước hiện ở khoảng 52.000 tới 56.000 đồng 1 kg tùy vùng và tùy loại. Đây là mức giá thấp nhất trong nhiều tuần qua, khiến nhiều người nuôi thua lỗ. Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, sau khi rớt giá liên tục trong nhiều ngày qua, giá heo hiện đã ngưng đà giảm. Tuy vậy, giá heo hiện thấp hơn giá thành chăn nuôi từ 2.000 tới 6.000 đồng 1 kg. Với tình hình tiêu thụ hiện còn chậm, để giá heo hơi phục hồi phải cần thêm nhiều thời gian.